Trên nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, các đoạn rào chắn của công trình cũ chưa kịp hoàn tất thì công trình mới đã mọc lên, khiến tình trạng giao thông hỗn loạn, cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng bị ảnh hưởng vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2023. Hiện tại, ở khu vực đường Võ Văn Ngân và đường Kha Vạn Cân thuộc dự án xây dựng hệ thống thoát nước ở thành phố Thủ Đức, có ít nhất 2 đoạn rào chắn đã án ngữ trong thời gian dài. Cách đó khoảng 1 km, dự án sửa chữa đường số 10, phường Linh Đông cũng đang được thi công. Điều đáng nói, tại khu vực này vật liệu xây dựng được bố trí ngổn ngang, một số miệng cống mở toang, không có nắp đậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường. Còn tại đường Lương Định Của, đoạn giao với đường Trần Não, thành phố Thủ Đức, những ngày cuối năm, nhiều công nhân vẫn đang tất bật thi công nền đường. Một làn đường này bị rào chắn, làn còn lại cũng đang trong tình trạng nham nhở, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Theo thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, có 79 vị trí đang rào chắn trên 51 tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 11. Trong thời gian tới, đặc biệt dịp cận Tết, thanh tra Sở sẽ tăng cường công tác tuần tra, thanh tra xử lý nghiêm các dự án vi phạm, yêu cầu tháo các đoạn rào chắn không hợp lý gây ách tắc giao thông và nguy hiểm đến người đi đường.